Khương Nhật Minh, mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì mới có khoảng 2 giờ mấy buổi chiều thôi cô chú anh chị. Em đang ở tại chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có thể nói thì sau khoảng gần 5 tháng thì em mới quay trở lại đây. Để ngày hôm nay em sẽ thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là một anh nhà hảo tâm có thể nói là trong rất là nhiều những nhà hảo tâm mà gửi cho em. Thì anh này có một cái tấm lòng cũng như là rất là lạ, đó là anh ấy là một người khiếm thị ở bên Mỹ. Anh ấy có tên là Chánh Hỷ hay còn gọi là Phước Nguyễn. Thì anh ấy có gửi về cho em là 900 đô. Em đổi được với tỷ giá 2.555.100 đô. Thì 900 đô em được 22.995.000. Đối với tấm lòng của anh ấy là mong muốn số tiền này sẽ mua 1 tấn gạo. Còn dư bao nhiêu thì em sẽ thay mặt anh ấy phóng sanh những chú cá. Và thì có một cái điều rất là bất ngờ khi mà ngày hôm nay em đến với Cao Lãnh là đón một cái cơn mưa lớn khủng khiếp luôn và rất là dai. Đến nỗi bây giờ ngay trong chợ thành phố Cao Lãnh mà giăng dây rất là nhiều những cái tuyến đường ngập sâu. Có thể nói là chạy mò nãy giờ thì cũng chỉ có một hoặc hai tuyến đường là nó còn hơi cao cao thôi cô chú anh chị. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ Cao Lãnh chung với em để tiến hành thay mặt tấm lòng của anh Hỷ để gửi đến những phần gạo đến với cho bà con khó khăn trong mấy ngày mưa gió ngày hôm nay. Dạ, em mời cô chú anh chị cùng đi chung vô chợ chung với em nha. Thường thì khi mà một khi em muốn làm á, là thời tiết là nó không phải là vấn đề của em. Dạ, ra là cô chú anh chị yên tâm, dù mưa gió cỡ nào thì em cũng càng mưa thì em càng lại muốn trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho những hoàn cảnh khó khăn. Tại vì mưa là chắc chắn mua bán nó sẽ khó khăn, nhất là đối với những người bán vé số, lùm ve chai hay là chạy xe ôm, vân vân. Thôi em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chợ gạo nha. Đó, cô chú anh chị thấy hôm nay là do là mưa một cái là bất ngờ em quyết định đầu tư một cái đôi dép 35.000, dép tổ ong, mới mua cái đợt luôn để lội nước. Cái chỗ này thì cô chú anh chị thấy là người ta giăng dây nè. Đó, xe là chạy thấy là những cái tuyến đường ở trong chợ Cao Lãnh là đều giăng dây như thế này, hoặc người ta đặt những cái bảng để cho những cái người chạy người ta đừng có chạy vô. Có điều ở đây em thấy một cái là cô chú chị thấy cái nước ở trong chợ nó ngập nhưng mà nó rất là sạch nha, nó không có bị đục hay là đen dơ ha. Dạ rồi, mời cô chú anh chị cùng đi xem. Thì đối với những cái lần trước mà em phát gạo á, thì em nhớ không lầm á, là em mua ở đây thì trên dưới 20 tiệm. Thì ngày hôm nay em sẽ mua mỗi tiệm là 10 túi và tương đương với 50 kg, thì 20 tiệm là 1.000 kg, tương đương với 1 tấn gạo đối với nguyện vọng của anh ấy. Thì cô chú anh chị xem lại sơ sơ chút xíu nữa. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua tới vô trong ha, để tiến hành mua những cái phần gạo này. Mưa này mà bây giờ chúng ta mua gạo cũng giúp bà con thì chắc có lẽ bà con cũng sẽ rất là vui. Rồi, rồi con. À, mưa quá máy được không bà con ơi? Tỉnh lăng bạn trên này. Con thấy là giăng dây hết trơn rồi. Ở cái khúc này nó hơi cao cao nhưng mà cái đường chạy vô thì cũng bị giăng dây rồi cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em mua gạo từ cái hướng cô này ha. Cô ơi, cho con gạo cô ơi. Không, bà cho con xem cái được. Nay con đỏ gạo. Bà cho con coi con mới quyết định được chứ.
8.000 ha. Để mình xem coi có cái nào ngon hơn chút xíu không. Thôi con nghĩ là thơm lại là vẫn là ok nè cô chú anh chị. 18.000. Rồi cô vô giùm con 10 túi đi ha. 10 túi thơm lại. Túi 5 kg hay 1 kg? Một túi 5 kg giùm con. 50 kg. 50 kg là 900.000 ha. Dạ đây. Rồi. Dạ cô chú anh chị đợi em sẽ mua hết. Ủng hộ với tấm lòng của anh Thủy ha. Dạ em xin phép là đọc là anh ấy là anh Thủy nha. Rồi, chú cho con xem gạo thơm lại cái. Bữa nay đây con 18 ở đây, con lại đây con đi không lại nó mắc. 18 là cô đó. Là chú bán nào 504 hả? Không, 504 con không mua đâu. Con này đi. Thơm lại. Thơm dữ lắm à, hứa cho coi ngon lắm à. Dạ đây. Ừ, lấy con này hay không chưa? Khoan để con xem cái này. Con này. Con đó không thơm dữ. Thơm Thái ngon hơn. Rồi, chú lấy thơm Thái cho con đi. Chục túi hay gì? À, 10 túi, túi 5 kg. 50 kg. Là 1 triệu. Rồi. Dạ. Rồi chú vô liền con nha. Rồi chú lấy cái mười bao nha. Tạm thời có ai với cô? Có con gái em. Ủa tại 25 mà cô bán rẻ vậy hả? Em 2.000 tại gạo phụ của họ. Ờ. Nó có hơi ngon nè. Dạ, con để con coi lại. Lấy cái này đi nha, ngon lắm. Không, này mi thì con không mua đâu. Gạo vuông tôm. Cái này không phải. Lấy này chú 54 hàng. Cô lấy cho con gạo vuông tôm này đi cô. 22.000 một ký nè. Dạ. Cái gạo đó ha. Dạ. Là của cô 1.1 triệu ha. Dạ. 10 túi 5 ký giùm con. Dạ. Không, gặp mặt cô mới mua. Chứ không gặp mặt là con không có mua. Đây nè, tôi nè. Bán cho mình. Cô đưa lại tờ 500 cho con đi. Đưa cho cô 100. Rồi cô chú là sạp nào? Chú sạp này phải không? Đó, phải có mặt con mới mua. Thơm Thái đi chú, 19.000 ha. Rồi. Dạ rồi. Dạ cô chú anh chị gạo ngon lắm. Rồi cô chú là 950 ha. 10 túi tôi 5 kg. Có con 50. Dạ không, con không mua số. Có gạo cho con. Gạo thì chút xíu nữa con mới có được. Sao cho. Của con có bán gạo không? Tốt. Bữa nay em tặng thêm đậu để nấu chè thôi cô chú anh chị. Đây này đưa anh chị. Dạ. Nào cũng mua nhiều đó. Dạ. Mua cũng ngon. Mưa này là ủng hộ bà con. Lấy con ngon này. Ba Hoàng để con coi kỹ mới được. Cái đó là rồi, cô lấy cho con Hoàng đến coi. Ngon lắm, nhưng mà là... Cô lấy thơm lại đi cô. Rồi. Thơm lại 20. À, 10 túi tôi 5 kg nha. Qua đưa cô Thủy đi. Con phải đi một đường hả? Chào mấy chị. Dạ sạp này ai bán cô? Rồi thôi quay tay đi. Dạ. Đó, em nó chạy lên liền. Rồi cô bán cho con thơm Thái nha. Dạ. 20.000 một ký. Dạ con này thơm Thái ngon. Rồi 10 túi tối 5 ký cho con nha. Dạ rồi vô liền con nha. Thơm Thái nó luôn. Mày để em xem mới được. Tại mấy chị bán gạo mà sao nhìn thấy nó hơi khác khác nhau thành ra. Phải coi kỹ mới được. Thầy thơm lại miên nè, cũng 20. Thầy miên này cũng ngon. Ngon lắm đó. Thơm Thái cũng ngon. Gáo ngon lắm. Rồi thôi chị lấy thơm Thái đi ha. Đây, 10 túi tôi 5 ký. Cái lon 18 ký. Em thì không có trả giá nhưng mà con gạo mới được. Rồi lấy thơm lại miên đi chị. 20.000 nha cô chú anh chị. Cái đó nhiều ký rồi. Dạ, 10 túi tôi 5 ký luôn. 10 túi mà túi 5 kg. Dạ. Đây đây đây. Rồi rồi từ từ em đi đảo lại. Đây 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 đây. Rồi từ từ. Còn cái bà mẹ ở đây nè. Bữa nay tiền em còn bao la mà lo gì. Đâu của cô đâu rồi? Đây đây đây. Cái này là gì cô? Cái đó thơm lại miên. Thơm lại miên còn loại nào khác không? Còn thơm lại sữa.
Đâu cho con xem với. Đây. Tôm lại sữa. Không vàng. Khoan để coi kìa. Ồ mới lấy thôi, khác cô, nữa. Cô lấy thơm lại sữa đi, bao nhiêu, cô bán bao nhiêu? Cái đó 19.000 ký à. 19.000 rồi bán con 10 túi, túi 5 ký. Dạ. Đây, có con 50. Hình như sao anh chưa mua hả? Dạ, à, chưa. Dạ, rồi, rồi. Cảm ơn chị luôn nha. Rồi, rồi, đợi chút xíu em quay lại. Để coi nha. Còn mưa mà dở rồi hết rồi nè. Dở cho em xem phải không? Cái thơm hay là 54. Khoan khoan để em coi. Không, 504 này không mua đâu. 504 nó khô lắm. Ừ, mua con thơm đi. Từ từ để em coi cái. Cái này gọi gì vậy chị? Cái này là cái bản gì? Thơm lại miên rồi, ok chị lấy loại này cho em đi. 10 túi túi 5 ký ha. Giờ đây. Dạ. Này cô chú anh chị xem này cô chú anh chị. Đó, đường thì bây giờ là gần như là có những cái chỗ mà người ta phải đào như thế này. Chú chị xem sau nha. Giờ đây đó, nó ngập lên qua mấy cá của em. Camera đó đấy. Có như chỗ ngã tư để cho... Có thể nói là đây là một trong những cái cơn mưa mà theo em thấy rất là lớn luôn á. Đây rồi cô lấy cái này cho con ha, thơm lại miên 20.000 một ký nha. Cô chú anh chị, cô vô giùm con 10 túi túi 5 ký đi ha. Dạ. Dạ rồi. Ô, chào ấy. Rồi, chào cô. À, lấy vài gạo thơm được không em? Thơm Thái, chị múc cho em cái. Đây. Múc cho em quay một cái. Đây, bữa nay em xuống em bị nước rồi em ơi. Dạ. Bà nào giờ chợ có hay bị ngập gì không chị? Lâu lắm rồi mới bị á cưng. Ngập dữ dội vậy đó. Ờ, nó chạc lên đó em. Đây, gửi dùng em luôn 10 túi 5 ký. Chào em. Chào chị. Rồi, chị cũng vô thơm Thái cho em đi ha. Ngon lắm. Thơm Thái ngon. Quá ngon. Chạy tới liền nha. Dạ. Ai kịp thời quá ha. Tùy duyên, tùy duyên, tùy duyên. Rồi, cảm ơn chị. Tại vì ở dưới Vĩnh Long của em nó nắng bể đầu luôn á. Hồi nãy nó cũng nắng lắm nó cưng mà bây giờ vậy cái gì chờ chút. Mà mua thì chứ. Đã luôn á. Mày để em coi cái. Rồi em mua thơm nàng qua đi. Dạ, dạ, dạ. Nè cô chú anh chị. Dạ. Rất là ngon. Rồi chị vô cái đó cho em nha. Bao nhiêu em? 10 túi tới 5 ký. Rồi chào chị. Dạ. Rồi chị vô thơm lại này cho em nha. Dạ, 10 túi tới 5 ký luôn. Nha. Kia 3 chỗ. Thơm Thái, ok, dạ thơm Thái đi chị. Được rồi, 20.000 ký. Cho em 10 túi tới 5 ký luôn. Dạ không. Cô này đủ hết chứ đâu có ai hơn đâu. Như kia mấy người trong kẹt mà. Dạ nó không phải ý em. Ý kinh luôn cả vậy. Đang từ từ để em coi một cái mới được. Thôi chị bán gạo bên đây đi. Bên đây nha. Rồi em nhớ rồi. Khoan 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 cho em coi gạo bên đây đi. Rồi chị vô thơm lại này cho em đi. Bao nhiêu một ký chị? 20. 20, 10 túi tới 5 ký. Dạ rồi. Dạ, bảo đủ tới rồi. Thôi cho khách tí bên nữa nha. Còn một tạm bên đây. Khách này sắp chỉ nữa nè. Dạ một tạm thôi. Cái này nhiêu anh? 21.000. Này là gì anh? Dạ cái đó gạo sạch nên ớt tê 21. Ớt tê 21 rồi, ok anh lấy ớt tê 21 cho em đi. Lấy ra ha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ tổng hợp còn bao nhiêu để chút xíu nữa em mua cá phóng xanh nha cô chú anh chị. 1 2
3, 4, wow, còn nhiều dữ. Còn tới 5 triệu 45 ngàn lận. 5 triệu 45 ngàn. Dạ, nha anh Hỷ. Dạ, em mua ở đây là coi như là hình như bữa nay chỉ có 18 sạp hay sao á. Để em đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ, chắc khoảng mười mấy sạp thôi. Qua sạp anh mua 2 sạp được không? Dạ không được. Tại vì cũng một chủ thì nó kỳ lắm. Vậy là coi như em để em đếm lại cái nữa cho nó chắc đi ha. Tại vì do là anh Hỷ, chủ yếu là anh Hỷ nghe, thành ra em sẽ đếm kỹ một lần nữa là coi em mua mấy sạp nha. Dạ, coi cái biển. Ha? Cái biển hiệu quá. Đếm này hay hơn. 1, 2, 3, 4. Dạ, con này là 5. Đang vô nè. Dư không? Có cái này không? Dư bởi đây không thăm rồi. Đó, con chưa thấy nó ngập như thế này nè. Để em đếm lại coi đủ không? Tấm rồi. Dư không đủ đâu, chưa đủ đâu. 11 nè. Dạ mấy chị cứ vô đi. 12 thêm nữa em đi chơi. Vô đây ai nè. Chị cứ vô số đi kìa. Dạ dạ. Có gì thì dạ. Đợi tí rồi mấy. Dạ rồi. Em vô. 3 vậy là em mua mới có 17 sạp thôi. 17 sạp thì nó tương đương với 850kg nha. 850kg thì có vẻ như là chưa đủ. Mua đây thêm bao đi ạ? Khoan khoan để em tính cái à, một sạp là coi như 100 ngàn nha. Em tính một sạp thì 3 là 100 ngàn. 850kg là phải mua 1 triệu rưỡi nha thì mới đủ 1 tấn. 1 triệu rưỡi thì mỗi sạp thì sẽ là 150 ngàn. Vậy là nếu mà một sạp em mua 2 bao nữa, sạp em mua 2 bao nữa thì nó được là 3 triệu mấy. Còn 1 triệu mấy phóng xanh. Ok. Rồi thôi để cô cứ vô đi rồi con sẽ mua từ đầu. Rồi cô bán cho con thêm 2 túi. 2 túi gạo đó ha. Hồi nãy cô gạo cô bán bao nhiêu ký của anh đây? 21 ngàn. 21 ngàn là 110 ha. À 210 phải không? 21. Ông con mua 2 túi hả? 2 túi là nhiêu? 210. 2 túi là 10 ký. 10 ký hả? À, đúng không? 210 con thối con 290 đi. 210 thì con thối 290. Của con mấy sạp? Sạp này nè, túi. Thì đúng nè. Rồi. Thì con thối tiền đi. Là 10 ký phải không? Là 10 ký. À. 10 ký là 2 bao, mỗi bao 5 ký. Đúng rồi. Rồi đúng chưa? Đúng rồi. Rồi. 290 thôi, 290 còn 290 nữa. Dạ em phóng xanh ít lại nha anh Hỷ ơi. Dạ. Để em mua gạo đúng với nguyện vọng của anh là 1 tấn nha. Trong cái ngày mà ngày 1 tháng 7 hôm nay. Dạ rồi. Rồi, rồi cứ bán cho con cũng 2 túi luôn đi ha. 2 túi của anh 200. Anh hả? Rồi. Bà này riêng hả? Túi này của anh đây, 2 túi này nãy. À, rồi. Túi từ 2 túi luôn. Rồi, 180. Đây. Em gửi. Rồi, anh 2 túi nha. Rồi, chú 2 túi nha. Rồi, bán cho nhân 2 túi. 200. Chú 200, chú thói 300.
là mỗi người 12 túi hết đây nha. 72 túi. 300 cái túi. Trả rồi, bên đây cũng trả rồi. Nhận á. 12 túi là mình đã thấy tiền rồi, túi gì đó luôn. Không phải mình đây nè. Đúng. Rồi là ba sạp là mỗi sạp thêm 2 túi nữa nha. Rồi. Rồi có quán cho con thêm 2 túi nữa. 200 thêm 200. Bên đây nữa nè chú. Bên đây mua rồi, mua rồi. Ủa chưa hả? À bên đây tới 5 hả? 1 2 3 4 5 thế. Rồi. Bạn lấy tiền rồi bạn. Ơi, bán em thêm 2 túi nữa đi anh. Rồi. Chầm. Rồi anh vô thêm 2 túi nữa nghe. Rồi. Đi nha. Bỏ đưa bỏ nha. 22 bọc nó em. Bán 2 túi nữa đi chị. Rồi rồi. 200. 200. Rồi đây. Rồi chị cảm ơn em. Rồi bán con 2 túi nữa đi. Nó còn tiền nó đi mua hoài vậy đó. Phải mua gì mới biết thống kê. Dạ chứ mà mua một lượt chia nó ra không đủ tiền bù. Dạ. 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 200 luôn. Cảm ơn 2 túi hết ha. Dạ, chú cô 200 luôn đi ha. Dạ. Dạ. 12 túi nha. 12 túi. Đây là cô thêm 2 túi nữa đi cô. Rồi, 200 đi thôi, 300 ha. Sáng giờ đừng nói còn bán bao nhiêu đó nha. Ờ, à, có nhiêu đó đó. Này mới có 250 rồi. Dạ. Rồi, rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi thêm 2 túi đi cô. Đây của cô 200 nữa đi ha. Làm được 12 túi. Rồi cô 200 nữa rồi. Rồi, rồi. Cô 200 cô hỏi con đi. Có cái đó thì mình hết rồi con chia ra. Ở ra. Bữa nay là cô chú anh chị thấy thu nhập của chủ tiệm gạo luôn đó. Ai cũng móc tiền ra thối vậy nè, mình nhìn thấy được luôn. Dạ. Đỡ bà con nghèo. Dạ. Này cô, 2 túi đi nha. Dạ. Ở đây của cô 2 túi đi nha. Dạ, rồi. Cô tầm nào? Đây, 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 đây. 2 túi là 10kg hả anh? Dạ, dạ đúng rồi. Là 200 đi. 200 cô thối còn 300. Tôi cứu cái ăn mừng chết luôn hả? Dạ. 4 sao? 2 túi hả cưng? Con gửi cũng gần 5 tháng rồi đó. Dạ chị thấy 10 ký hả? Thêm 10 ký nữa hả? Đâu của chị tập nào? Đó. Chị qua đó đi, chị qua đó đi. Chị không ngồi yên chỗ rồi. Dạ cô bán con 2 túi nữa. Là 12 nha. Dạ. Em dựng cái này qua bển cho bà bán. Đủ mà trời ơi vừa đủ luôn không biết đủ cho cưng em rồi đó rồi chị thấy cảm ơn giờ chị bán bao nhiêu đó ta hả trời cũng nhiều nè chờ mua ế nè thấy không sạp này đó bà lấy rồi hay giữ cưng đi nè dạ lấy rồi hả à chị lấy xong rồi rồi dạ rồi nãy con mua thêm 2 túi nữa chị cho cô chưa 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 rồi đây dạ, cảm ơn dạ rồi là 12 túi ha em còn 1.255.000 nha anh Thủy ơi 1.255.000 thì chút xíu nữa chắc chắn là hết mưa rồi đó bây giờ thì mưa nó còn lắc lắc thôi thì sau khi em trao một hơn 1 tấn gạo của anh thì em sẽ tiến hành em thay mặt anh để phóng sanh những chú cá nha. Đúng rồi, dạ dạ là 12 là đủ rồi đó. Ơi bây giờ em sẽ tiến hành em đợi hoàn cảnh khó khăn tới em sự. Bây giờ em chưa thấy ai hết. Nói chung là mua là cho bà con đều vui. Dạ. Dạ, thành ra là không có cho ai mà khó chịu nha. Dạ dạ, dạ đúng rồi, dạ em mua vậy công bằng á, tôi dạ. Kiểu vậy đó. Mỗi dạ. Người đây cũng có đúng rồi. Dạ, cũng có cháu hết. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Nhưng mà phải tiền nhiều thì mới dám phát ở Cao Lãnh. Dạ dạ. Thiệt sự luôn. Tiền khả năng.
chứ mà tiền ít quá bây giờ mua người có 1 bao thì nó đúng rồi đúng rồi, vậy cứ coi từ ngày 3 ha, rồi vừa không có người thì có người không có người. Cô chú anh chị thấy là trời mưa lớn như thế này á, thành ra là những người đi bán vé số là những người rất là cực, ướt dưới ướt trên ướt trong. Đây con có đó không anh đi, bác Hai lại xin gạo để cho nhắc mẹ anh nha. Đã trễ á. Ngoại được mấy mươi rồi. Dạ. Hả? Ngoại được mấy mươi? 68 tuổi rồi. 68 ha. Ở ngay chợ nè, còn con có lấy được kịp không? Đi thử nha. Bữa nay ha, con thay mặt anh Thủy nha. Tặng cho ngoại 10kg nha. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Cô bán cái gì vậy chị? Đi làm cho người ta. À, đây tấm lòng anh Thủy. Chúc cô đi làm ngon miệng. Dạ. Dạ. Con nít đi đi nha con, chú không gửi con nít đâu nha. Cô đang làm công việc gì? Làm mướn ha. Tấm lòng của chú Thủy. Chúc cô đi làm ngon miệng. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Mướn ha, chú Thủy. Chúc cô đi làm công việc gì? Dạ. Rồi năm nay nó được mấy mươi rồi. Rồi đang làm công việc gì? Đi làm mới về ghé đây thẳng với chú rồi gặp. Dạ, một ngày được bao nhiêu tiền rồi? Ngày được 150. Dạ. 150 rồi ha. Dạ, bữa nay chú Hỷ ha. Dạ. Tặng cho nội túi gạo, cổ ít lòng nhiều. Dạ. Chúc nội sức khỏe nha. Nha. Dạ. Ngon miệng ha. Chú Hỷ tặng cho nội 10 kg nha. Dạ. 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 Mẹ nó ở trong nhà chậu á, chồng nó. Con mới gửi nha. Ông già nói gì cho mẹ nó. Chú nói mày lấy gì vậy? Camera đứng đây. Như cô chú anh chị có thể thấy là trong những cái ngày mà mưa mà nước lụt như thế này á, là người dân mua bán lại cũng khó khăn hết á. Thành ra là ngày hôm nay là anh Hỷ mua hỗ trợ để em tính rồi nãy là 1 tấn mấy em quên rồi đó. 17 sạp em ạ. 17 sạp thì là 850 kg mà em mua thêm 107 nha. Ủa vậy là cũng chưa đủ chứ ha. Đâu à, được 1 tấn 120 kg. 1020 kg nha anh Thủy. Dạ. Tại vì do anh Thủy là anh nghe chủ yếu là nhà hảo tâm là anh đáng nghe nhiều. Thành ra là ngày hôm nay em sẽ xin phép em nói hơi nhiều chút xíu. Dạ, để cho anh Thủy có thể biết được cái phần quà của mình và số tiền của mình nha. Thì chia sẻ với anh Thủy ha. Đối với những hoàn cảnh lớn tuổi thì em sẽ hỗ trợ và dạ, là 10 kg. Dạ, con chào bác. Dạ. Bác năm nay bác được mấy mươi rồi? 64. Dạ. Bữa nay con thay mặt chú Hỷ ở Mỹ nha. Dạ. Chúc bác sức khỏe và mua mai bán đất nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bác. Dạ, con mời chú qua đây à. Dạ, chú ơi, chú gửi khẩu trang cho Hảo Tâm xem đó nha. Dạ, dạ. Đây tấm lòng của chú Hỷ. Chúc chú mua mai bán đất nha. Rồi, rồi, cảm ơn em nha. Ước nghèo quá trơn rồi. Dạ rồi. Thời điểm bây giờ hình như là cũng chưa được 3 giờ đâu cô chú anh chị. Mới có 2 giờ 51 phút thôi. Mà cô chú anh chị thấy là trời nó vẫn còn đang rất là tối luôn. Đây đây con, rồi con quay lại nha. Ngày con bán được bao nhiêu tờ? Đây là chú Hỷ ở Mỹ nha. Chúc con gia đình ngon miệng. Rồi, cảm ơn con. Dạ, dạ con mời cô quay người lại nha. Ngày cô bán được nhiêu tờ cô? 100 tờ cô. Tấm lòng của chú Hỷ ở Mỹ. Chúc dạ. Cô mua mai bán đất nha. Cảm ơn chú Hỷ nhiều. Cảm ơn cô. Rồi em mời chị à. Rồi mấy chị đứng sau lưng em nè. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Rồi tấm lòng của anh Thủy ở Mỹ nha. Chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ rồi. Rồi chị đang làm công việc gì? Bán bắp luôn ha. Tấm lòng của anh Thủy ở Mỹ ha. Chúc chị ngon miệng nha. À, hình như đây là chị Hương đúng không? Dạ dạ. Rồi đây là tấm lòng của em không nhận được. Dạ, cho anh thoát giùm em đi. Rồi, cảm ơn chị. Chị Hương này là cũng là một trong những người mà đang hot ở trên mạng nè. Dạ, mới nhận nghe tin. Dạ. Dạ.
làm luôn. Dạ rồi, chị chắc qua đây luôn cho em đi, chứ bây giờ trước nó nhẹp rồi. Cứ chắc từng cây cho em là được. Lại đi. Mày đi ha. Em thì em muốn quay ở ngoài để chia sẻ với cô chú anh chị, nhưng mà do nước quá nó bị tràn vô trong lề á, thành ra gạo không có để được. Dạ con mời cô à. Dạ cô đang làm công việc gì? Làm mướn. Làm mướn nha. Đây là tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ cảm ơn cô. À, đây có một chú chạy xe lôi nha cô chú anh chị. Cao cao lên nó mới chiếc xe lôi. Rồi con mời chú à. Dạ, chắc giờ chạy được nhiêu tiền rồi chú? Bữa nay ha, con thay mặt anh Hỷ ở tại Mỹ nha, tặng cho chú bằng gạo, chúc chú sức khỏe ba ngày nha. Rồi chú. Rồi bà con lại khá đông nè cô chú anh chị ơi. Bà con đứng phía sau lưng giùm con đi. Vô 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 hè đi. Mấy chị ra phía sau giùm em đi. Ra phía sau sắp hàng giùm em. Dạ. Ra phía sau sắp hàng giùm con đi. Đứng một hàng thôi. Từ từ. Sắp một phía sau giùm con, cởi khẩu trang cho em con nha. Anh đang làm công việc gì? Bán số. Rồi, anh Hỷ chúc anh gia đình công việc nha. Rồi đi đường này ra về đi em. Dạ. Tấm lòng của anh Hỷ chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Tấm lòng của chú Hỷ chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy chị? Bán cái gì á? Rồi anh Hỷ chúc chị công việc nha. Thịt bột. Rồi chúc anh về công việc nha. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy chị? Anh Hỷ ở Mỹ ha. Từ từ. Dạ, chị không quay bán đắt nha. Dạ, ra phía sau sắp hè giùm con, chị đang làm công việc gì? Rồi, anh Hỷ chúc chị ngon miệng nha. Anh Hỷ chúc chị mua quay bán đắt nha. Cảm ơn anh. Rồi, anh Hỷ chúc chị ngon miệng nha. Từ từ, đứng yên giùm con, nữa năm nay được mấy mươi con quên rồi. Rồi, chú Hỷ chúc nội sức khỏe nha. Ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ rồi. Chúc cháu và như cháu thân nhiều sức khỏe. Cảm ơn cho em hai bạch văn ơn cháu về con kiên bạch luôn lên. Không được, anh đang làm công việc gì? Dạ trái đơm. Rồi, chúc anh sáng giờ khách khứa gì nha. Cho ông đơm kiên bạch luôn ơn ông. Dạ, không được, thằng nghiệp bệnh luôn. Không được, cảm ơn. Chị đang làm công việc gì? Bán số. Anh Hỷ chúc chị gia đình ngon miệng. Ơi nước không hả? Để đây nè bóng ơi. Dạ, chúc chị mua mai bánh lắc nha. Em không có xin giùm được, của ai là của người đó nhận nha. Chị ngon miệng nha. Chú An bán dây số hả? Tấm lòng của anh Hỷ nha. Chúc cô ngon miệng, cô đi đường này ra giùm con. Cần nắng ông ấy nước quá, chị giờ vô đây rồi nè. Dạ, được. Mình năm nay mình được mấy mươi rồi ngoài. 62. Mà đang bán gì vậy? Bán qua đằng này nè. Rồi chúc mọi sức khỏe ngon miệng nha. Rồi. Bác đợi con chút xíu, bác đang làm công việc gì? Mình chạy xe ôm. Rồi anh Hỷ chúc bác sức khỏe nha. Chị bán gì vậy chị? Dạ chú. Nấm rơm ha. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Đây nè. Rồi thôi nít về giùm chú đi, con nít chú không có gửi nha. Rồi chứ có chị ngủ. Không có gửi giùm. Chị về đi bán đi, chị đi bán đi, vừa cho người khác nữa. Không, gặp mặt mới được. Không gặp mặt đâu có xin giùm được. Chị đi bán đi, ở đây không có ai nói vô được gì đâu. Không có người làm sao mà gửi. Quay qua sau lưng. Dạ, mình đang làm công việc gì cho bác? Tại hồ. Rồi, đây là tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc bác sức khỏe ngon miệng. Dạ, chị bán với số hả? Dạ. Anh Hỷ chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ, cô ơi, cô cởi khẩu trang giùm con cái. Cô đang làm công việc gì? Ở nhà nội trợ, không có làm gì ra tiền đâu. Chú Hỷ chúc cô gia đình ngon miệng nha.
Dạ. Camera quay hướng này. Qua đây con. Đối với những bé như thế này á, là mưu sinh trực tiếp là em thấy là em mới hỗ trợ nha. Một ngày con bán được bao nhiêu tờ? Dạ con bán ký. À, đây là tấm lòng của chú Hỷ ha, ở Mỹ, chúc con ngon miệng nha. Dạ. Ủa đi đâu vậy? Ra trước ướt không? Ướt. Dạ khô hả? À, rồi rồi rồi, chị để đâu thêm phát đó. Không, con đi ra bán đi ha. Lòng của anh Hỷ ở Mỹ. Dạ dạ. Tặng cho chú 10 ký nha. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn. Dạ. Chị đậu xe rồi chị vô đây nhận giùm em nghe. Dạ. Dạ. Hôm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 62. Tấm lòng của anh Hỷ. Chúc bác sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Con đứng ra phía sau này con. Dạ cô ra phía sau này giùm con nha. Sắp hè cực hè giùm con thôi nha. Cởi khẩu trang xuống giùm con đi. Chị đang làm công việc gì vậy? Mình bán hàng chợ. Chị cởi khẩu trang đi. Chị bán cái gì? Bán cá, mà giờ nghỉ vậy đó thì tốt. Rồi, chúc hai mẹ con ngon miệng nha. Dạ. Con bán số hả? Rồi, chú Hỷ chúc con gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ, em nghe anh ơi. Dạ. Chú Hỷ chúc con ngon miệng, mua bán bán đắt nha. Từ từ, đứng sắp hè giùm con cái phía sau đi. Anh ơi, anh cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xin mặt đi nha. Nghe anh Tâm ơi. Tấm lòng của anh Hỷ chúc anh gia đình ngon miệng. Dạ. Bác đang làm công việc gì? Dạ, mua máy điện. Dạ, chúc bác sức khỏe ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Mình năm nay. Dạ. Mình. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Bệnh thận. Dạ. Cô có chạy thận chưa? Dạ. Con thay mặt chú Hỷ nha. Không bưng được, mở cho bưng. Chúc cô sức khỏe ngon miệng nha. Chị cởi khẩu trang giùm em. Gặp chú này nữa rồi. Rồi chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ dạ, ba phát sắp hàng giùm con đi nha. Rồi, nói năm nay đâu được mấy mươi rồi. Rồi đang bán cái gì vậy? Vé số. Vé số ha. Hôm nay là con thay mặt chú Hỷ ở Mỹ tặng cho nội phần gạo. Chúc nội sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Mình năm nay chín giờ mua mũ chín bốn bảy mười sáu. Dạ. Bữa nay con thay mặt chú Hỷ ở Mỹ. Cảm ơn con, chúc con khỏe nha con. Dạ, chú Hỷ tặng chú cho Hỷ. Nội. Dạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì nha cô? À, làm nội trợ nè. Dạ. Ở nhà nội trợ. Dạ. Chúc cô ngon miệng nha. Trong lòng chú Hỷ. Hồi nãy mình nhận rồi bác. Cho con cho dạ, không đi tới giùm con. Mình đang làm công việc gì vậy cô? Dạ. Chú Hỷ chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Làm gì có ai hai phần. Chú đi bán luôn nha. Dạ. Dạ. Cô đang làm công việc gì? Dạ. Rồi. Anh Hỷ chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ. Cô đang làm công việc gì? Bán vé số. Rồi chú Hỷ chúc cô mua mai bán đắt nha. Cảm ơn nhiều. Cô đang làm công việc gì? Chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Rồi. Anh Hỷ chúc chị mua mai bán đắt. Em cảm ơn. Mới quên nữa hả? Đây, anh Thủy chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy bác? À, em đâm. Dạ. Chúc bác có nhiều khách hàng nha. Dạ. Rồi chúc chị mua mai bán đắt nha. Tiếng này về đây cho chứ không có ngoại nữa, cài vô đây cho vui. Dạ. Bà con lại cũng khá đông luôn rồi chú. Anh đang làm công việc gì vậy? Bao nhiêu số nha. Tấm lòng của anh Thủy ở Mỹ nha. Chúc bà mua mai bán đắt nha. Không, con nít chung mới cho, đi kêu ba mẹ lại đây chú gửi cho. Dạ, cô đang làm công việc gì? Dạ, đi lượm ra chai, lượm ống gà, té đau quá, nghỉ đi lượm ống gà đói chú ơi. Rồi, anh Hỷ chúc cô phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Chú thằng dâu mới gửi cho chú. Dạ, không được, gặp mặt con mới gửi. Chị đang làm công việc gì? Đi lượm sức khỏe. Dạ, đây anh Hỷ chúc chị gia đình ngon miệng nha. Nhà tài trợ này là anh Hỷ. Anh Hỷ, anh Hỷ. Anh ấy là một người khiếm thị.
nhưng mà anh ấy lại có phát tâm để hỗ trợ cho bà con. Xin thay bà. Cô đang làm công việc gì? Chợ. Em bảo đuổi em còn không đủ nha. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy cô? Bán dạ. Tấm lòng của chú Hỷ nha. Rồi, chú cô và chú con mẹ. Con đang làm công việc gì? Dạ, con mướn. Mướn nha. Chú Hỷ chúc con gia đình ngon miệng nha. Cưng ơi, em Hỷ nhà ở đâu ạ? Dạ, ở Mỹ à. Ở Mỹ à. Dạ. Chết cha rồi gửi hai bao gạo. Con thích em không có gửi đâu chị. Rồi chị vô tóc nè. Dạ, cởi khẩu trang cho con xem cái nè. Cô đang làm công việc gì? Nhà gì bánh quay à. Dạ, tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ không, không có xin giùm được nha. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy chị? Dạ, dọn dẹp nhà. À, tấm lòng của anh Hỷ nha. Chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, ngoài năm nay ngoài được mấy mươi rồi. Ngoài bị cái gì vậy? Bị té hả? Trời. Hai con xin chú Hỷ nha. Chúc ngoại gia đình con miệng nhanh chóng phục hồi sức khỏe nha. Dạ, dạ gửi khẩu trang cho nhà hảo tâm trên mặt cái nha cô. Dạ. Chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ. Mình bán gì vậy cô? Bán khóc mà mới 50 quá không có bán. Năm nay mình được mấy mươi rồi cô? Dạ 71 tuổi nữa. Dạ rồi con mời bà con ha, đi một hàng giùm con thôi, vô một hàng thôi ha. Rồi con mời ngoại lên đây ạ. Tao vô một hàng đây. Dạ con mời ngoại. Đây là tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc ngoại sức khỏe ngon miệng nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ đi đường này ra con luôn. Dạ cô cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xem mặt nha. Cô đang làm công việc gì? Rồi chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ đây là tấm lòng của anh Hỷ, chúc cô ngon miệng nha. Dạ con cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm nha. Con đang làm công việc gì? Dạ chú Hỷ chúc con ngon miệng nha. Chị cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xem mặt cái nha. Chị đang làm công việc gì? Dạ anh Hỷ chúc chị gia đình ngon miệng nha. Mình đang làm công việc gì vậy bác? Bán số luôn hả? Rồi chúc bác sức khỏe nha. Mua nữa hai bà con. Dạ mấy số mà con có số giờ không cho chú coi coi. Rồi giỏi. Đây tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc con mua mai bán đắt nha. Không chú không có gửi được nha. Để người lớn thôi. Dạ được con mời cô bán với số hả? Tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc cô mua mai bán đắt nha. À con bán với số có một tiền thì được. Chú Hỷ nha, tặng cho con nha. Dạ. Cô cởi khẩu trang đi. Cô đang làm công việc gì? Cô bán chào cao lắm, dạ. Ế quá rồi. Tấm lòng của chú Hỷ nha. Cô mua mai bán đắt. Cô đang làm công việc gì? Ở nhà nuôi người bị tai biến. Dạ. Chú cô gia đình ngon miệng nha. Ra phía sau sắp hè giùm con đi chú. Mình đang làm công việc gì chị? Dạ, nhà đưa một bình với giữ mấy. À, anh Hỷ chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ. Rồi. Ăn không? Chúc chú mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi chúc anh mai bán đắt nha. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Bán cá. Bán cá. Chúc chị gia đình ngon miệng nha. Đây là tấm lòng của anh Hỷ. Ở tại Mỹ. Là cổ đi gán cô là dạ. Bò đi bán số. Dạ. Chúc chị mua mai bán đắt. Dạ. Đi cô dẫn đồ chị đi giùm con. Để cho nhà hảo tâm khác để cho hoàn cảnh khác nhận. Dạ. Rồi chúc chú gia đình ngon miệng nha. Cô đang làm công việc gì? Dạ em bán vé số. Dạ, chúc cô mua mai bán đắt. Dạ. Chị cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xem mà chị đang bán gì? Em bán vé số. Dạ. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Rồi cảm ơn. Dạ rồi. Dạ rồi. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ, cái này luôn phải không ạ? Đúng không? Dạ rồi. Chú còn mấy vé không? Không, chú không có mua vé số thôi con. Nè, chú anh nè. Về cho mẹ không đi. Có số giò không cho chú coi coi. Số giò tên không có ấy, số giò nó có vé số mà muốn ướt luôn rồi anh. Đâu? Nè, số có cầm bên ướt hả? Dạ. Có số giò vậy cái gì trong tay dở chú coi. Có cái điện xe ra cho chú coi. Dở chú cái giò ra cho mẹ cho người ta coi. Nè mấy đứa nít đi bán hết đi con. Số. Rồi có tiền phải không? Dạ. Nè, đây chú Hỷ tặng cho con cảm nha. Cảm ơn chú đi. Chú vô bà. Chú. Mai nghe con nói cái. Đứng phía sau lưng con nè. Biết sao lưng dạ dạ đứng phía sau lưng giùm con đi con vô hàng nè con về đi con nha chú chỉ gửi người lớn thôi dạ chú gửi con trang cho nhà hảo tâm xem mặt nha chú sức khỏe con miệng nha dạ.
Dạ cô bán gì? Bán số. Bán số. Cô mua mai bán đắt nha. Cảm ơn nghe con. Cảm ơn. Rồi, con mua mai bán đắt nha. Vô hàng phía sau con. Mình đang làm công việc gì cho bác? Bán cái gì hả bác? Bán nhang. Bán nhang. Bán nha. Chú đang làm công việc gì? Bán số chú ơi. Chú mua mai bán đắt nha. Cảm ơn chú. Mình đang làm công việc gì vậy chú? Số hả? Số đâu sao? Sao mà dân cao lãnh mấy số nhiều quá vậy nè? Thì cởi khẩu trang cho chị Thảo Tâm xem mặt cái. Ra phía sau sắp hè giùm con đi, em đang làm công việc gì? Rồi, chúc gia đình con lượng nha. Dạ, chúc cô mua mai bán đắt nha. Con đi về, chú nói chú không có gửi con nít. Chị đang làm công việc gì? À, chúc chị gia đình con miệng nha. Dạ. Dạ rồi, chúc chú con miệng nha. Dạ rồi, còn chú đậu xe đó vô sắp hàng giùm con đi. Đâu đâu. Đứng 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 phía sau lưng giùm em đi. Đứng đứng phía sau lưng. Bà con nhận quà rồi đi giùm con đi. Để cho con gửi cho những người mà chưa nhận chứ. Dạ, chú đang làm công việc gì? Băng là cá. Dạ. Chú hỉ chúc chú gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ, chị cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xin mặt nha. Chị đang làm công việc gì? Dạ em làm bảo vệ. Chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ chúc cô gia đình ngon miệng nha. Rồi lấy bọc nè. Rồi con mời chú ơi, chú chạy xe không? Bà con nha, nhận quà rồi đi bán giùm con đi, để cho con gửi cho mấy người chưa có. Dạ đứng 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 phía sau con đi chú. Ở đây mang dài rồi đâu có được đôi dép. Dạ là con mới hy sinh 35.000 để mua đôi dép. Đứng qua đây đi, hàng đi. Qua phía sau. Trời, không không con nít con không có gửi. Phải nó bán nước đây nè. Dạ không không. 10 tháng. Con không có gửi nước nha. Rồi chú tính rồi. Rồi chú cởi khẩu trang giùm con nha. Bữa nay là con thay mặt chú Hỷ ha. Rồi. Chú gia đình nhiều nha. Rồi chú cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô luôn nha. Dạ. Mừng lắm. Cho chú xin một phần em. Dạ. Chú bị tai biến hả? Dạ, tôi bị tai biến mà đau ngay giờ. Chú ơi. Bữa nay con xin chú Hỷ ha. Chúc chú hồi sức khỏe nha. Cảm ơn chú. Dạ. Ra phía sau này giùm con đi. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Rồi chị gia đình con miệng nha. Bà con đi bán giùm con đi, nhận gọi đừng đứng đây chi nữa. Đi bán đi. Con nít con chú không gửi được không? Chú gửi người lớn thôi. Rồi con mời nội à. Xe lại đi. Nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 70 mấy rồi ha. Rồi nội đứng phía sau này giùm con nha. Rồi chú ra phía sau lưng đứng giùm con nha. Đó, phía sau lưng nội. Bữa nay con thay mặt chú Hỷ ở Mỹ. Dạ. Tặng cho nội 10 kg. Dạ cảm ơn chú. Chúc nội sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn nội. Dạ. Dạ. Đang bệnh nhất tay. Rồi bữa nay em thay mặt anh Hỷ nha. Chị bệnh. Chúc anh mừng mai cũng đắt nha. Bà con mà ai không có bao đựng thì hỏi mày sạch gạo nha. Tại vì tự nhiên trời mưa tiếp rồi. Rồi bà con ai nhận gạo ra phía sau lưng giùm em đi. Sau lưng em nè. Hồi nãy con nhận rồi phải không? Không được. Không được. Không xin giùm được. Con về giùm con đi. Nha. Yeah. Nhường cho người khác nha. Rồi chị cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xem mặt nha. Chị đang làm công việc gì? Dạ em đi bán đi chú. Rồi. Tấm lòng của anh Hỷ ha. Chúc chị mua mai bán đất nha. Dạ. Dạ bác đang làm công việc gì vậy bác? Làm đi làm mướn. À, tấm lòng của chú Hỷ, chúc bác sức khỏe ngon miệng nha. Mấy số hả? À, chú Hỷ chúc con mua mai bán đắt nha. Cảm ơn. Cho bé đi bán mẹ nó bữa nay không có bán nữa. Rồi con lại đây con. Lại đây Kỳ Nhi. Có nào có chị dám nói. Rồi. Đây là tấm lòng của chú Hỷ nha. Tặng cho hai mẹ con nha. Chúc mẹ con phục hồi sức khỏe nha. Dạ không có đây, giờ đồ giờ mưa đã tùm lum hết nè, có bọc này được không? Bỏ quá à. Cầm đi lại chị. Rồi em mời cô chú anh chị nha. Rồi con mời chú qua đây à. Camera quay người nhận kia. Quay người quán gạo chí. Đây là tấm lòng của anh Hỷ ở Mỹ ha. Dạ, chúc chú ngon miệng nha. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi, gửi cái này đi. Rồi, gửi cái gì. Rồi, để đây đi. Cảm ơn nhiều.
chị đi bán đi chị nha, yeah, đi bán đi để đó em gửi cho nó chóng chóng em dễ làm dạ. Việc ha. Rồi chị xuống sắp hàng giùm em đi, đứng sau lưng em nè, camera lên đây quay xuống. Rồi anh ra phía sau đi anh. Rồi chị đang làm công việc gì? Dạ. Chị đang làm công việc gì? Làm dây chai. Tấm lòng của anh Hỷ ở Mỹ anh cho chị nghe. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ ra phía sau giùm con nha. Anh đang làm công việc gì? Rồi chúc anh gia đình ngon miệng nha. Vô đây đi. Dạ, mình năm nay mấy người rồi ông nội? 77. Một ngày ông nội bán được nhiêu tờ? 100. Bữa nay con thay mặt chú Hỷ ha, tặng cho ông nội 10kg nha. Dạ, chú ông nội sức khỏe ngon miệng nha. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy? Đi bán vé số. Bán vé số không à. Dạ, rồi tấm lòng của anh Hỷ chúc chị gia đình ngon miệng nha. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Dạ. Dạ con bán cái gì ạ? Chúc cô sức khỏe ngon miệng. Tấm lòng của chú Mỹ ở Mỹ. Chị bán vé số luôn hả? Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ không có xin giùm được nha. Từ từ. Đây con chút xíu. Anh đang làm gì? Bán số. Rồi chúc anh mua may bán đắt nha. Anh chạy qua đây đi em gửi cho nha. Ủa em còn ở đây là còn không? Còn bên kia phải không? Dạ bên kia ha. Dạ rồi. Chú ơi, con ở dưới một ông bà cho con xin mình. Rồi rồi, đợi em chút xíu. Dạ, cho cái ông cục giò để vô cái bọc cho ổng. Dạ không có, để chú đó lại đây con mới gửi. Dạ. Chú đang làm công việc gì? Ở dưới một ông bà. Rồi đây là tấm lòng của chú Hỷ. Chúc dạ. Chú gia đình ngon miệng nha. Dạ, mua dạ. Phật. Chú gửi khẩu trang cho nhà ở trong thương mặt nha. Chú Hỷ, chúc chú mua mai bán đắt nha. Bên kia kìa, còn múc bên kia nữa. Bước qua rồi, bước qua hết rồi. Đâu, múc bên kia kìa. Cho cô bịch cho con. Chú hôm nay, à chú bán vé số hả? Chú bị sốt bại liệt hả? Rồi rồi, đây là tấm lòng của anh Hỷ nha. Dạ, chú ngon miệng. Rồi, đợi con chút xíu. Rồi, chú đi giùm con đi ha. Mô thật. Dạ rồi rồi, cảm ơn. Mình đang làm công việc gì vậy chị? Dạ dạ. Rồi, chúc chị mua mai bán đắt nha. Mình đang làm công việc gì vậy cô? Chúc cô sức khỏe ngon miệng nha. Nè mấy đứa nít nè đi đi con, chú không gửi nít đâu. Mình đang làm công việc gì vậy nội? Cô dạ. Rồi hôm nay đã được mấy mươi rồi. Bữa nay con thay mặt chú Hỷ nha. Chúc nội sức khỏe ngon miệng nha. Dạ, mình hôm nay mình được mấy mươi rồi bác. Dạ, sao? Bác đang làm công việc gì? Chúc bác mua mai bán đắt nha. Dạ, bác. Rồi, chú đang làm công việc gì? Chúc chú gia đình ngon miệng nha. Con nít chú không gửi đâu con. Về đi con. Con đang làm công việc gì? Shipper. Trời sao nhìn mặt trẻ như vậy nè. Tưởng đâu mới 12, 13 tuổi chứ. Dạ, dạ, dạ. Rồi, chúc con miệng nghe. Dạ, dạ, dạ. Không, chú không gửi con nít đâu. Con nói mẹ lại thì gặp chú. Em thấy mưa hình như hơi lớn hơn chút xíu rồi. Dạ rồi rồi, chúc chú con quay bán đất nha. Chị nãy giờ nhận chưa? Nhận rồi, hay rồi, cảm ơn chị. Rồi, rồi, cảm ơn anh. Ngoại này chắc ngoại lớn tuổi rồi. Rồi, rồi, nghe rồi. Ngoại ơi. Ngoại nhận gạo không? Dạ, ngoài ngoài dắt xe vô đây con gửi luôn. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy chú? À, làm mướn. Dạ, chúc chú gia đình ngon miệng nha. Tấm lòng của anh Hỷ. Rồi, con mời ngoại vô trong đây con gửi luôn. Dắt xe luôn đi ngoại. Rồi, cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Rồi, cho em qua nước sôi. Đụng vô là phỏng nha. Năm nay được mấy mươi rồi. Dạ, ngoài đang bán gì vậy ngoài? Bán khô, bán khôn á. Bán khôn hả? Bán khôn bán. Bán khôn, cái hà bông bông ngọt kia hả ngoài? Ngoài có bán bông ngứa không ngoài? Không. Đây quay lại thôi nè. Đi tới luôn nha. Đây là tấm lòng, camera lên trước đi. Đây là tấm lòng của chú Hỷ ở Mỹ. Tặng cho ngoại phần quà. Của ít lòng nhiều nha. Ngoại thì con sẽ tặng cho hai bọc. Rồi bây giờ ngoại ra ngoài xin mấy cái bao ngoài đựng vô con nha. À, cảm ơn.
Rồi bà con đứng một hàng sau lưng giùm em đi, một hàng thôi, đứng một hàng cho em dễ gửi. Các anh đã nhận rồi. Rồi, từ từ. Bà đang làm công việc gì vậy anh? Bán rau. Rồi, chúc anh mua ngon miệng nha. Tấm lòng của anh Thủy ở Mỹ. Chị đang làm công việc gì? Bán rau này. Chúc chị mua mai bán đắt. Dạ, bác ơi, bác gửi hộ trang cái bác. Bác năm nay bác được mấy mươi rồi? 65 tuổi. Dạ. Chúc bác mua mai bán đắt với tấm lòng của anh Thủy. Dạ, cảm ơn anh Thủy nha. Rồi, con đang làm công việc gì? Dạ. À, mấy bé em thứ mấy rồi? Dạ. Chị nào xanh? Dạ. Chị nào xanh? Dạ. Rồi, chú Hỷ tặng cho con 10 kg nha, chúc mẹ chồng con vui. Thôi, mấy cho quả là bánh nặng không vậy? Dạ, được rồi. Anh Thủy chúc chị mua mai bánh đắt nha. Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 19. Con đang làm công việc gì? Dạ, mua bán. Bán cái gì á? Bán trái cây. Rồi, chúc con gia đình ngon miệng nha. Con đang làm công việc gì? Bán nước cam. Chúc con ngon miệng nha. Dạ. Mình năm nay mình được mấy mươi rồi mày. Mày đang làm công việc gì? Dạ, bán cái gì? Bán cam. Bán cam, dạ rồi. Rồi bữa nay con thay mặt chú Hỷ ha, chúc ngoại ngon miệng. Camera đứng luôn đi, để cho nhà ho, để cho hoàn cảnh đi ra trước luôn. Dạ, đi tới giùm con luôn. Vô hàng giùm em đi anh, vô hàng anh, đừng có đứng hàng hai. Anh đang làm công việc gì? Chạy xe ôm. Rồi, tấm lòng của anh Hỷ ha, chúc anh gia đình ngon miệng. Chị cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xem mặt cái. Mình đang làm công việc gì? Dạ, bán số. Rồi, chúc con gia đình ngon miệng nha. Dạ, mình đang làm công việc gì anh nội? Dạ. Dạ, chúc nội sức khỏe ngon miệng nha. Chị cởi khẩu trang cái cho nhà hảo. Chị cởi khẩu trang cho nhà hảo. Cởi khẩu trang cho nhà hảo. Đang sỉnh. Rồi thôi chúc ngon miệng nha. Rồi tới thì con nít chú không gửi đâu nha. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe ngon miệng nha. Rồi nãy nhận chưa? Vừa chưa, mới nghe người ta nói mới chạy là còn biết đâu. Rồi chị đang làm công việc gì? Đang làm mướn. Rồi. Ai lấy tin cho nội đó đó. Dạ không, con nít không gửi được. Rồi không có rồi. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Anh đang làm công việc gì? Tưới xài. Tưới xài. Rồi, chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ, mình năm nay mình được mấy mươi rồi bác? Dạ, 80. Mình còn làm gì nổi không ba? Dạ, ngoài, dạ, dạ, dạ. Mặt cải. 84 hay không ngoài? Dạ. Dữ nè. Đây là tấm lòng của chú Hỷ. Chúc ông ngoại sức khỏe ngon miệng. Dạ, cảm ơn. Dạ, 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 rồi. Con bà chú lên đây à? Dạ. Chú đang làm công việc gì vậy? Rồi, chúc chú gia đình ngon miệng nha. Dạ, con mời nội. Nội đang làm công việc gì? Dạ, bán vé số. Dạ. Tấm lòng của chú Hỷ, chúc nội sức khỏe ngon miệng. Dạ. Coi chú trong chuyện hình. Cảm ơn nội, chúc nội 10 kg. Cảm ơn. Dạ, chú đang làm công việc gì? Dạ. Chú mời cô. Mắt nha. Dạ, chú đang làm công việc gì? Làm cu li thợ hồ á. Chú cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm trên mặt cái nha. Làm thợ hồ. Chúc chú gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ, nhiều. À, mấy chị vô nhận thôi, con nít em không có gửi đâu nha. Mấy đứa con nít đừng có vô cái này. Rồi chị ra phía sau này, chị ra sau lưng em, chị ra phía sau lưng em đi. Chị bán gì đó? À, tấm lòng của anh Hỷ ha, chúc chị gia đình con bé không có gửi gì chị cởi khẩu trang, chị cởi khẩu trang đó. Chị đang làm công việc gì? Rồi anh Hỷ chúc chị mua mai bán đắt. Vợ bỏ không cho. Bỏ vợ mới cho chứ vợ bỏ không cho. Rồi từ từ. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi sức khỏe. Rồi chị ra phía sau lưng em nè. Cho bà nè. Dạ. Cho mẹ hai bọc đi. Dạ. Nội ơi, nội cởi khẩu trang cái nha. Dạ. Bữa nay con thay mặt ha. À, chú Hỷ ở Mỹ nha. Tặng cho nội 10 kg nha. Chúc nội sức khỏe nha. Ra phía xa sắp. Ra phía xa sắp hiện. Chú ra phía sau. Ê, đây con đi ngoài ăn gửi ngoài cho. Chú ra phía sau. Đừng đừng lại đừng tay của tôi con tay nào. Tay đây nè. Tay đâu? Dạ đây chị. Rồi, chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ, chị bán vé số luôn ha. Dạ dạ. Rồi chúc chị mua mai bán đắt nha. Chị cởi khẩu trang cái cho nhà hảo tâm xem mặt. Chị đang bán vé số hả? Để có 10 vé số kìa. Rồi anh Hỷ chúc chị ngon miệng nha. Rồi mời chú lên đây ạ. À. Chú đang làm công việc gì vậy chú? Dưới vườn ta. Rồi bà con ra phía sau đi. Dạ.
có anh em mà chạy mua có lãnh ai. Dạ, chú chú vô ngon miệng nha. Dạ, rồi. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Đưa mình cho công chú nó gặp mặt rượu. Gặp mặt xong rồi. Rồi, chú chị vô lên ngon miệng nha. Dạ, đồng hổ. Bên đây. Tâm chị trai. Rồi, chú chú vô lên ngon miệng nha. Cảm ơn những chị. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ, dạ nói là đợi khẩu trang nha. Tại năm nay được mấy mươi rồi? 68 tuổi. Nó đang làm công việc gì vậy? Hái rau về bán. Bữa nay con thay mặt chú Hỷ nha, tặng cho mười nội 10 kg. Chúc nội sức khỏe, ngon miệng nha. Cảm ơn nội. Mình đang làm công việc gì vậy cô? Đi làm mướn cho ta. À, chú Hỷ chúc cô gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Đi làm mướn là ngày cái cơm mấy. Rồi giờ đây chú xem cái nào. Giờ đây. Hồi nãy con nhận chưa? Hồi nãy con nhận rồi phải không? Chưa hả? Tao cho chú coi sổ giò coi có sổ giò không? Đâu. Rồi ok. Đây chú Hỷ chúc con gia đình ngon miệng nha. Ngoan. Nó đời đâu đặng thảnh thơi gì chuyện cung lỡ lấu chơi dơ rồi đó. Dạ. Dạ. Bên kia hả? Dạ đi cho người ta có người ta lại. Dạ. Cho nó ăn. Rồi rồi qua đây nè con. Đây đây con. Ngày con bán được nhiêu tờ? Đây chú Hỷ ha, chú con gia đình ngon miệng nha. Rồi gần bốn kẹp à. Con hôm nay nhiêu tuổi rồi chứ? Con đang làm công việc gì? Cái số luôn hả? Với số ướt hết rồi chúng có lãnh được không? Không hả? Không mấy lạ luôn phải không? Chú Hỷ tặng cho con nha. Rồi mời chị qua đây à. Rồi đứng phía sau lưng em nè. Rồi cô ra phía sau, đứng phía sau lưng con nè. Dạ. Nội nãy nhận rồi, đi về đi nội ha. Nội đi. Rồi, rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Mình đang làm công việc gì vậy cô? Bắt cá dưới đó chú. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn nghe chưa anh? Anh đang làm công việc gì vậy? Làm hồ. Làm hồ ha. Rồi, tấm lòng của anh Hỷ nha. Anh nhớ em không? Chúc gia đình ngon miệng, em nhớ rồi, em nhớ rồi. Anh nói, anh hỏi câu lại đó, em nhớ rồi. Dạ. Đây con mời bác à. Bác đứng phía sau lưng con này bác. Cô con ra phía sau lưng con đi. Dạ dạ. Dạ cô ra phía sau lưng con đi. Chú này chú Nhật. Dạ bác đang làm công việc gì nha? Làm mướn. Chúc bác sức khỏe với tâm lòng chú Hỷ nha. Dạ. Chị bán số hả? Bán cá. Rồi chú Hỷ chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ mình hôm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? Mà cô đang làm công việc gì? Cô bị chỗ nào? Đâu cô kéo ra xem cái. Rồi nằm lại. Đây là tấm lòng chú Hỷ, chúc cô phục hồi sức khỏe, tặng cô 10 kg nha. Vậy bán số hả? Dạ. Rồi chúc chị mua ma bán đất nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Bán số mà ông xã bị tai biến nằm chỗ. Dạ. Có cho ông thần. Dạ dạ không thông cảm con nha, con cái thôi nha. Không, dạ không không con không có cho giùm. Chị gửi khẩu trang cho nhà hảo tâm trên mặt cái nha. Rồi chúc chị sức khỏe ngon miệng nha. Dạ mình năm nay mình được mấy mươi rồi ông nội? Năm nay rồi Tết là 70 rồi. 70 ông nội đang làm công việc gì? Chỉ số. Phải chỉ số nè. Đây chú Hỷ chúc ông nội sức khỏe ngon miệng nha. Cảm ơn chú. Dạ rồi. Dạ không về đi cô, được rồi cô. 69 tuổi rồi. À dạ rồi, dạ rồi. Rồi anh đang làm công việc gì? Anh đậu xe đó đi rồi anh vô đây. Anh đang làm công việc gì? Chú đang làm công việc gì chú? Rồi, đây tấm lòng của anh Hỷ ha. Chúc chú gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ, rồi. Anh đang làm công việc gì? Làm chồng ở nhà. Rồi, chúc chú gia đình ngon miệng nha. Rồi, con mời ngoại vô đây, ngoại sổ giò đó ha. Rồi, tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc ngoại sức khỏe nha. Ngoại xin ở bên bán gạo này cái bao nữa đi ngoại. Để đựng ngoại. Bà con ai có cái bao cho ngoại đi thêm cái giùm em đi. Rồi bên đây cũng sạch sẽ rồi, giờ em còn 12 bao bên đây. Còn 12 bao bên đây. Khá là bất ngờ khi mà bây giờ cơn mưa lại tiếp tục mưa nữa chứ. Dạ con mời cô à. Dạ cô bán rau mà. Và đây là tấm lòng của chú Hỷ nha. Chúc cô gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Ủa mấy cô chú cho con hỏi ở đây nếu mà mình phóng sanh cá thì mình đi cái dòng sông nào? Dòng sông ra tới đó là trời xa dữ vậy? Ở dòng chung này cũng được rồi. Cần gì đi anh ra
ông Trung nè. Lại bến tàu, anh đi đường lên sân này, ngay ra có cái bến tàu. Anh xuống đó có bực xuống anh thả luôn. Cái bến tàu. Dạ. Nhưng mà gần chỗ bán cá kìa, cái dòng sông gần chỗ bán cá. Bán cá thì xuống mua dưới này. Trời ơi, kêu... đi xa dữ vậy. Không phải, đây nè anh quẹo xuống chút xíu bến xe buýt nè, ngay ra cá luôn. Xin bao chú ơi. Rồi con đang làm công việc gì? Dạ. Con đang làm công việc gì? Chúc con gia đình ngon miệng. Dạ. Đừng từ từ thôi. Chị ơi, chị gọi khẩu trang cho nhà Tâm xem mà chị đang làm công việc gì? Hả? Chị đang làm công việc gì? Con làm dịch vụ muốn. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Rồi chúc chị mua mai bán đắt nha. Ai cũng bước đẹp là lần đầu hết. Chị nhận làm công việc gì? Bằng nước bằng gà vậy đó. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng luôn nha. Rồi cảm ơn nha. Mệt không ạ? Dạ đúng rồi, ăn bánh tới thảo rồi. Mà đó có căng nữa anh. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Hỷ nha, tặng cho nội nha. Chú. Cái này có bao không? Cho bà già. Dạ không, con xin giùm. Dạ rồi, để hữu duyên thì con gửi thôi. Dạ. Có cái bà già có lụm lụm kìa. Nó đi đó. Dạ thảo mới vô cái xe. Bà tiền gớt đó. Nói vậy không nhưng mà hiểu mình diễn tả nó hiểu. Trời ơi chạy rồi. Dạ đúng rồi, rồi chị đi bán đi. Mệt thôi, lớn tuổi em mới hỗ trợ thêm nha. Đúng rồi, trên 70 tuổi mới được. Rồi thôi đi bán đi nha. Chị bán hết số chưa? Hết rồi. Hết rồi, thôi kiếm chỗ nào ngồi đi. Đợi tới chỗ giò lắm. Chị còn cái bọc nào không? Cho chị này cái đi chị. Để cho chị đi lấy giấy giò. Không. Chị bán đi con. Để nằm nghe nè. Rồi mà chị à, chị cởi khẩu trang nha, nhỏ tâm xem mặt nha. Ủa nãy nhận chưa? Chị đem luôn rồi. Nhận rồi. Dạ. Rồi thôi chị bán đi nha. Em muốn xin cho bé đi con. Dạ mình. Không được, nước này không có gửi. Dạ. Rồi em mời anh à. Dạ đây là tấm lòng của anh Hỷ nha. Chúc anh mua mai bán đắt. Ồ có nhiều khách hàng ăn dữ nha. Dạ. Mình hôm nay mình được mấy bữa đồ ngoài. Ngoài còn làm gì nổi không? Bữa nay con thay mặt chú Hỷ ha, tặng cho ngoại 10 kg nha. Chúc ngoại sức khỏe và ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Cô đang làm công việc gì? Là bán số ha. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Đây con đi giùm con. Dạ. Ở đây người ta có chiếc xe này cũng dán cái bảng giống như em. Em hay làm tặng mấy người khuyết tật đó cô chú anh chị. Không biết là ở đây cái người tặng có xem cái video của em không. Mà em thấy chiếc xe này cũng có dán nữa. Có dán cũng là chữ đỏ chữ xanh nữa. Em còn có một túi thôi. À, hai túi chứ hả? Một túi. Em còn một túi duy nhất thôi. Cô chú anh chị thấy thì ngày hôm nay á, là trời mưa, mà mưa dầm mưa về mà mưa ngập lụt luôn. Dạ, mà bà con nhận được tấm lòng của anh Hỷ là quá là hạnh phúc rồi. À, chị này là người nhận cuối cùng. Dạ, trong ngày hôm nay. Dạ, chị đang làm công việc gì? Rồi tới tấm lòng của anh Hỷ. Chúc dạ, chị mua mai. Cảm ơn anh Hỷ nhiều. Cảm ơn chị. Chúc anh Hỷ làm ăn phát tài cho nhiều mạnh thường, cho nhiều người khác nữa nha. Cảm ơn chị. Dạ, xin phép chào chị nha. Dạ rồi bây giờ thì chắc có lẽ em sẽ đi mua cá và em phóng sanh luôn cho nó trọn vẹn nha. Rồi cảm ơn bà con nha. Chúc bà con sức khỏe. Tới đây đây Tết gặp lại nha. Dạ con hết rồi ngoài ơi. Con cảm giùm con. Ngoài năm nay ngoài được mấy mươi rồi? 73, ngoại đang làm công việc gì? Bán số. Ngoại cởi khẩu trang cho con nha. Bữa nay con xin chú Hỷ. Bây giờ con hết quà rồi. Thôi con xin chú Hỷ tặng cho ngoại 255.000. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Hỷ không? Nhắn nói chúc chú mạnh khỏe, mừng ăn tấn tài tấn lộc đến bình an. Cảm ơn ngoại. Mừng vô tiền tỷ. Dạ. Chúc ngoại duy trì sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn ngoại. Còn 1 triệu em mua cá. Oh.
thôi để em đi đường này em mua luôn. Sẵn đi chia sẻ với cô chú anh chị về cảnh nước ngập luôn ha. Nước thì nó cũng tương đối rút được một khúc rồi, mà nói chung thì nó cũng còn khá là nhiều. Cô chú anh chị đợi em. Dạ vui, cảm ơn chú. Đợi em đổi cái cục pin cái. Dạ rồi, em mời cô chú anh chị đi nha. Còn 1 triệu nghe anh Hỷ. Anh Hỷ nếu mà nghe tiếng những cái tiếng kia là những hạt mưa nó rớt trên những cái dù á. Cái dù là cái cây để che mưa. Dạ hết rồi cô. Cái nước này rất là sạch luôn. Em cố gắng em đi đường này để cho nó trọn vẹn một cái video của anh Hỷ luôn. Chứ ở Cao Lãnh này thì em biết là cái dòng sông nó cũng tương đối là nó khá xa chợ á. Chợ thì rất là rộng luôn. Dạ, dạ con chào nội nha. Dạ, nội nãy nhận gạo. Dạ không, giờ con đi kiếm cá. Con đi phóng sanh. Dạ rồi, ủng hộ cô liền. Mưa ha. Cá cô bán bao nhiêu? 60 ngàn ký. Dạ, còn cá chê này. Hai cá đó bán mà 40 ngàn. 40 ha. Rồi mà bây giờ nếu con phóng sanh thì con phóng chợ nào? Ủa con phóng dòng sông nào? Có cầu đẳng ha. Rồi cô cân hết cái này cho con đi. Dạ chỗ nào chị? Quẹo qua về là nguyên chợ cá mình. Không có em phóng sanh xuống sông kìa. Xuống sông á. Đúng rồi đó, ngay chỗ cái bà đặt. À có cái sông ha. Chưa tao ngay chân chỗ chiếc xe bãi đậu đó. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn chị. Cái khu vực quẹo qua về là nguyên chợ cá. À chợ cá thì em biết, nhưng mà em muốn mua của bà con bán lẻ vậy nè. Để cho bà con đỡ hơn. Ký 2 là 172 ngàn. 72 ngàn với này nãy chị nói nhiêu? 40 ha. 40 là 112. Tính 101 đi ha, cho dễ thôi. Dạ không, con không có mua nội ơi. Tại vì nguyện vọng nhà hảo tâm là tặng này. Ủa cái hố này mình làm gì vậy, mấy chị? Hồi xưa là cái chợ đó, cậu giờ người ta không mốt được nữa, người ta làm, người ta đổ, người ta làm chợ, làm có con phòng 10. Vậy hả? Dạ không có 10 ngàn luôn. Chị bán có vẻ là chị bán ít quá, thành ra chị không có tiền á. Chứ không có gì hết. Dạ. Này, em gửi lại hết cho chị nè, đó rồi chị đổi đi rồi chị thôi. Con hết, con không có tặng gạo nữa bác. Ơn gì nè, tôi đi mua đồ. Gì? 390 ha. Rồi cái camera xách cá theo. Em chờ cái này mua cái mua tiếp thôi. Thường sống nha. Để nó đi lên nó thường sống.
Bây giờ em đi coi hữu duyên thôi, chứ mưa em đâu có đợi được. Dạ con thông cảm, con có mua rau. Đây người ta bán gà nè cô chú anh chị ha. Cá lóc nhiêu ký chị? À, cá nhỏ này thì bao nhiêu? Đúng rồi. Còn cá bên đây? À. Ủa mà sao con mấy con này nó cái đầu nó bị chày hết rồi chị? Nó nhảy quá, nhảy lưới á. À, nhảy trong lưới hả? Này 100.000 ký ha. Cái này được 2 ký không? Rồi chị cân hết đó đi. Mấy gỗ bự chút cái đất lộng hết rồi, anh muốn bự không? Không, mà bây giờ em hỏi phóng sanh là đi đường nào? Anh đi phóng sanh chỗ nào, xuống sông hay gì? Xuống sông thôi, đúng rồi, không lẽ phóng trên bờ. Đi dưới đây nè. Đi đường nào? Đi đường nào nhanh hơn nhất? Đi sông lớn hay sông nhỏ? Sông, à, em nghĩ là sông nào nó cũng ra thôi, sông là được rồi. Đây có bờ kè đây nè. Dưới này ha, được rồi. Anh chị cân nghi rồi đổ cá chung luôn cá thì cho nó dễ. Khỏi sắp mấy con hay ba cái. Cái rô còn có cái rô không thích luôn đấy. Dạ thôi, ủng hộ mọi người chút hơn. Cái lắm hả liền? Dạ rồi. Cảm ơn chị. Ôi sư. Mấy con cá này thường người ta mặn ra người ta ướp bố chiên không phải không? Bố chiên lắm, nó làm đó. Ủa rồi đi, anh đi kiếm gì rồi? Để cái rổ. À. Đúng rồi, cá nhỏ nhỏ vậy mới đúng là cá đồng nè. Tại cá đồng đâu có lớn được bị bắt rồi. Bởi vậy, cá mà bự quá thì đâu thế nào đồng được. Ôi trời, ba dữ vậy. Anh đi thả hay đâu luôn? Được chưa? Cho bự cái thùng. Thôi, em không bự đâu, em xách cái bọc luôn đi cho nhanh. Để hỏi bà con phải trả. Rồi trừ bì giùm em nha. Rồi còn nhiêu? Để chưa trừ á. Bỏ chung bọc này đi chị. Rồi, 2,7. 2,7. Lấy cái bọng ra, lấy cái bọng ra nó ngậm mấy con kia. Là 2,7 ha. Dạ 2,7. Dạ rồi. Đây em mua 2,7 cá lóc anh Thủy ơi. Dạ rồi. Rồi, mua ủng hộ chị này luôn. Cái rô đi. Cái rô chị bán nhiêu 1 ký? 60.000. Còn cá lóc? Cá lóc chứ có rô bằng giá. Bằng giá hả? Ừ. Thôi chị lấy cho em 2 ký này đi. 2 ký cá rô đi với 2 ký cá lóc luôn là lựa mấy con thùng xanh này đi ha. Rồi chị lựa con nào mạnh mạnh á. Mấy này em bỏ bọc em sách ra nó chết không? Được phải không? À.
là 4 kg, 4 kg là 240 ha. Này em còn 620 nè. Hai ký tư là nhiêu? 2 kg là 120, 400 gram 24.144 hả? Vậy là 140 với 120, 206 đúng không? Dạ rồi. Anh đổ cái gô này chung được không? Nó đâm không? Nó đâm ha. Rồi rồi rồi. Rồi camera cầm luôn camera. Này hành hạ camera. Dạ rồi, 240. Vậy là em còn 360 anh Hỷ ơi. Chị ơi, cái gô nhiêu ký chị ơi? Có gô 50.000 chị. Bán hết nguyên mâm đó cho em đi. Rồi. Phóng xanh được không? Được. À, có con nào ngẫm không? Còn trên xe là mặt chị. Thôi mua trên mâm mà chứ không mua trên xe. À, trên xe là chị bỏ nước vô. Dạ không có mua với số chị ơi. Mâm luôn, dạ đúng rồi. Mâm này chắc cũng được 2 kg chứ gì. Từ khi không tới. Không, em mua ngoài mâm thôi. Gán bán đi con. Có bao gạo rồi, có năng lượng rồi, cố lên. Rồi thôi chị cân 2 kg chẳng đi. Cho nó đủ 100.000 chị bóc thêm 1-2 con nữa đó. So ra em thấy chị này bán rẻ hơn chỗ khác nha. Chỗ khác bán 60.000, chị này bán 50. Tại mưa đó, đúng là 60.000 mới có lời đó. Dạ. Tại mưa. Rồi vậy hả, thì đâu có lời đâu. Dạ thôi bán lẹ về rồi mai hết mưa làm tiếp. Rồi chị đã có tâm rồi thì nhà hảo tâm cũng có tầm luôn, tặng cho chị luôn 120. Đó, bằng giá luôn hen. Rồi cái đó chị mốt luôn. Đây đây đây. Chị làm ơn chị đổ không không chị đổ cái này vô trong bịch cá chung giùm em đi. Chết không? Chết không? Thôi vậy thôi đưa em sách riêng cho. Rồi sách riêng. Em còn có 240 thôi. 240 đường này thì hết người bán rồi. Chị thả cá là điên này hả? Dạ rồi. Trời trời. Nói chung thì em có đi nhiều lần rồi nhưng mà có điều là em cũng ít có để ý. Em ít có phóng xanh chờ cặp ảnh này đó. Chờ cá cao lãnh thì đông phải biết rồi. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại đi về, không có ngoại bán về nữa. Mà hồi nãy ngoại bán gì?
bán thuốc nam mà mưa mấy ngày bán con... ngoài năm nay ngoài được mấy mưa rồi, gần 80 rồi. Dạ rồi, một ngày ngoài bán vậy được bao nhiêu ngoài? Có bữa thì được 150 rồi con. Dạ. Ơi, mấy ngày mưa bán không được. Dạ bữa nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay dạ, con thay mặt con một nhà hảo tâm nha. Dạ, đó dạ. Là chú Hỷ ở Mỹ có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Cảm ơn cậu, lúc này tôi đói khổ. Cảm dạ. ơn nhiều lắm nha. Mà nhắn gửi gì với chú Hỷ không? Ê, cho cậu cho chúc cho mạnh giỏi thôi, không có cần tiền bạc thì chú có dư giả rồi. Dạ. Còn dư còn giúp đỡ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn cậu, cảm ơn ngoại. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Là tốt nhất. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ rồi, em quyết định em không mua cá luôn nha anh Hỷ, mà em gửi hết 240 luôn. Rồi bây giờ thôi em đi kiếm dòng sông mình thả. Tại vì cái đường này bây giờ người ta bán hải sản mà người ta bán tôm mực là nhiều. Cá cũng có nhưng mà đa số những cái sạp bự bự không. Rồi, giờ camera sẽ quay em. Một em cá lóc quá mạnh, nó nhảy ra ngoài cô chú anh chị. Nhân. Bà con khỏi có công sách tha nữa chứ. Đặng có cái cầu con hỏi tại cái tải thứ hai có cái cầu bón á. Cái tải thứ hai. Rồi cảm ơn mấy chị. Nước này nó có ra vô không? Ra vô mà nó mắc lưới rồi, nó không ra nữa. Mắc lưới hả? Dạ rồi. Vậy là sông lớn hả? Sông lớn ở đâu chị? Người đó ra rồi nữa không? Dạ thả đi ha cô. Dạ. Nước lên rồi ha. Đi xuống dưới à? Này cũng hơi trơn nha. Em hy vọng là không bị té xong nha cô chú anh chị. Nó chỉ như kia có cái cầu ha. Hôm ta công kêu không nhỉ? Dạ. Em nghe đứng trên bờ thì cũng xuống.
nhảy xuống trước. Rồi thôi để em quyết định em đứng trên đây luôn nha cô chú anh chị. Thì hôm nay thì anh Hỷ hữu duyên với các vị nha. Để các vị về sông nước nha. Các vị ráng tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Cái lòng sông này nó cũng động lắm cô chú anh chị ơi. Để em từ từ đi rồi em hất nó xuống. Nói chung em không biết lỗi cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Các vị đi nha. Rồi bây giờ bắt đầu em chiều nó xuống nè. Trơn dữ vậy. Kìa ông xã ngay ở trên kìa. Con ngay tay kìa. Không. Không. Con rồi ngoài sau lưng ông xã con nữa kìa. Kìa, ngoài sau lưng con nữa kìa. Thấy xuống. Trời ơi, không dám bắt nữa. Chụp nó luôn rồi. Dám không? Được rồi. Được rồi thì em sẽ xin kết thúc video tại đây. Thì một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Hỷ nhiều lắm. Đã phát 1020 kg gạo, kèm theo đó là phóng xong 1 triệu những chú cá. Và cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Em mến chúc anh Hỷ cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ha. Cảm ơn con nha. Dạ rồi, sẵn đây thì em cũng chia sẻ với chú Tây cũng như anh Tính ha. Thì anh Long và chị Hiền là hai nhà hảo tâm hôm bữa là hỗ trợ cho 150 bé học sinh ở trường Thanh Đức, cũng như là bên mấy ông Dương Lão chùa Long Thành cũng có một cái phần quà muốn tặng cho chú cũng như là anh Tính. Thì nhà hảo tâm anh Long và chị Hiền tặng cho chú Tây anh Tính mỗi người 500 với một cục xà bông thơm. Dạ, em cũng xin nhận phần quà của Long và chị Hiền đã gửi cho tụi em để làm trong công tác của khu Nhật Minh được tốt hơn nữa. Và em cũng xin chúc anh và chị, các cháu được nhiều sức khỏe và công việc được tiến triển hơn nữa, để có anh những có những hỗ trợ nào thêm cho những phần những vấn đề khó khăn ở quê hương Việt Nam. Em thật cảm ơn nhiều. Em cũng rất cảm ơn anh Minh và chị Hiền đã gửi quà về. Ý anh Long và chị Hiền gửi quà về cho 150 cháu ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ và mái ấm Long Thành đến tay bà con rất khó khăn. Nhưng em cũng rất chân thành cảm ơn anh chị và mấy cháu thật dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống. Và anh chị giúp những mảnh đời quê hương tại Việt Nam rất cần khó khăn. Em rất chân thành cảm ơn anh chị và mấy cháu. Cảm ơn chú Tây, cảm ơn anh Tính. Dạ, cảm ơn anh Long và chị Hiền.